Theo như cháu dự tính thì mình vẫn cố gắng, là có thể là lát không được nhưng mà vẫn cố gắng là chát cho các cháu. Thứ nhất là để đảm bảo cái phần gạch này nó không bị mốc gì, mốc sau mấy năm mình sử dụng. Thứ hai nữa là các cháu nó cũng được sạch sẽ hơn, đúng không? Ví dụ như mà mình kê giường ở đây chẳng hạn, mình ngủ ở trong này mà không chát được thì nhìn trong nó lâu lâu lại có bồ đá nó rơi xuống. Hôm nay ông giám sát à? Dung chị Dung. Hả? Chế Dung chị Dung. Hôm nay là ông giám sát đấy. Ngày hôm nay thì buổi sáng ngày hôm nay thì anh em thợ thu hồi rồi các bác ạ. Đúng như dự kiến luôn. Xin chào anh em. Xin chào. Sáng nay làm từ mấy giờ mà là kia lên đến kia rồi, lên đến đỉnh chót vót rồi. Chầu dưới làm giờ. Nhanh đấy nhà. Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với nội dung mới nhất ngày hôm nay trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc. Ngày hôm nay thì anh em thợ thu hồi và hoàn thiện những cái bức tường của buồng nhà của các cháu chứ ria xúa. Gần nửa buổi sáng là đã xong đấy rồi. Chắc là sáng nay là xong rồi đấy. Sáng ngày hôm nay là xong cái thu hồi rồi. Rất là nhanh. Sáng nay là quyết định là xong đấy. Hả ông chú? Hả? 30 viên gạch nhưng mà còn hồi bên này nữa đúng không? Ôi trời ơi, gái sinh Hàn Quốc nhắn tin cho mình. Còn hồi bên này nữa mà. Hello. Xin chào ông bà. Đấy, rất là nhanh luôn. Và khả năng là sẽ nghỉ khoảng độ mấy ngày, tạm dừng mấy ngày để đợi tôn các bác ạ. Tôn thì cũng đã chuẩn bị đặt rồi, do là mấy ngày hôm nay là ngày lễ nên là họ cũng nghỉ lễ các bác ạ. Một số thì đi du lịch nên là việc đặt tôn cũng ảnh hưởng khá nhiều. Chứ về nhà chưa ông? Ông ơi, chứ mù cả tơ lo chưa? Lo chưa? À. ông là nói không hiểu rồi. Ông bây giờ nói tiếng kiểu ngôn ngữ Việt Nam 2. Kiểu là đấy. Cơ bản là ông không có răng nên là nói không ra tiếng rồi. Đấy, cái cậu chứ thì lâu lắm không gặp rồi các bạn, không nhìn thấy cậu chứ rồi, không biết là học hành như nào. Ui, bên này chói lắm phải không? Không nhìn thấy kim đâu cả. Bên này là nó ngược sáng rồi, ngược chiều ánh sáng rồi. Bắt sao mưa cũng biết chưa đấy, chỉ biết cú đấy. Bắt sao cũng phải đấy, bắt sao cũng phải đấy, tao chỉ cứ hú.
Sùng vẫn đi lái nước à hay là đi đâu rồi? Chú Sùng sáng nay có thấy chú Sùng về đây không? Lái được một hai chuyến nước không có nước lái về thôi. À. Xin không cho nữa à? Mệt rồi. Xin không cho, không có nước là mệt rồi. Cái buồng là mấy hàng nữa? Hai hàng nữa à? Một thôi, hết. Một hàng nữa là hết à? Buồng này cao hơn buồng nhà chứ. Thế là chẳng nghỉ sớm à? Hôm nay ấy. Nghỉ sớm thì chịu lương. Hồi bên kia nữa. Hồi bên kia là mấy hàng nữa thôi. Hôm nay anh em là về nhà nữa không được đâu. Ai về nhà nữa à? Đứng đầu lờ. Ừ. Đứng đầu lờ. Được. Cái buồng này vẫn cao hơn à? Cao hơn buồng sửa à? Cao hơn một hàng đi hay là như là cao hơn mấy phân? Cao hơn một hàng. À. Được, ok. Mà gạch này bé hơn một tí. Gạch này vẫn bé hơn đấy nhỉ? Ừ. Gạch ở nhà sử là công ty khác. Cái là 20 phân mà. Hả? Khuôn 20 phân thôi, chắc là kiểu là có khuôn nó vẫn bé hơn nhau, 18, 19 phân thôi. Cái gì? Bảo có viên nó 18, 19 phân thôi. Gạch nhà sử vẫn to hơn đấy đúng không? 18 phân. Đấy. Tôi vừa đây. Có khi là lúc ấy, lúc nó vừa dập ra kia được 20 phân nhưng mà nó phơi khô đi, nó vẫn ngót đi chứ. Còn khoảng độ một hàng nữa thôi là xong rồi. Đấy, về còn phần mái nhà cũng như là cái phần cắt chát ấy, thì cắt chát thì không biết là có được thêm kinh phí không. Đấy. Còn mái nhà thì đã có rồi. Mái nhà là cũng đã có sự trợ duyên của chị Hà rồi. Có được thêm cắt chát nữa thì tốt quá. Thì anh em thợ sau khi nghỉ lễ, nghỉ 30 tháng 4 thì lên là chát luôn, chát cũng như là lợp luôn. Hợp lý đấy. Nhìn từ bên này sang ngôi nhà có vẻ rất là cũng khá là rộng các bạn. Mặc dù diện tích là vẫn vậy thôi. Vẫn là 60 mét vuông thôi. Nhưng mà nhìn tương đối là rộng. Bên cái khoảng bên này là cái khoảng sân trống như này là rất là thoải mái rồi. Sau này có làm nhà bếp hay làm cái gì ở bên này thì cũng rất là rộng rãi luôn, thoải mái luôn. Thank you.
gà thì đầy nó sẽ là phần còn lâu. Là phần là như này tắn. Nhìn trên này xuống có vẻ là rộng phết đấy. Mấy phần dưỡng mà thì bị cháy ra. Cháy xong cái kéo mà xôi thì sao dưỡng cháy ơ. Dưỡng tăng cái bộ dưỡng. Nhìn là hát cạn ràng rôm luôn. Như thế cách là bố mẹ vừa là bố mẹ cũng có quần. Điều tiên là thì con này. Thì tới chóng ăn này. Điều mất quầy, áp với con này. Chạy nó xin xin, dùng cái con này. Đây, con sẽ cảm giác tắt rồi. Cầm củ sư muốn tới đi. Xịp sư này phải ra này cái này gì. Đã có 9 giờ rồi. Này đi này. Năm quý năm sáu lương năm mà. Bạc cao rồi cũng đắm. À lương của tụi mê mừng tàu tròn lan nó cũng chưa nan nhá. Đắm bò. Hải chú. Cao của lên đó, nhớ chỉ tại tụi. Đây. Để đâu. Ok mà bọn. Mình cái cái ốc kia chia rồi. tiền nếu mà chở hòn lấy cú hôm tây để lọ nó ít chảy hòn nưng biết răm thì lấy cú hôm tây để lọ dưa cải răm cải lơ bây giờ đây đầy đấy. Xuống. Phải đây chú hỏi chứ nào. Phải đây. Chứ đâu rồi? Chứ đâu? Hà Diê? Về nhà chưa? Về đây chú bảo. Bây giờ đi gọi chứ về cho chú xem nào. Nha. Chứ đi đâu không biết. Hả? Chứ đi đâu không biết à? Thế về nhà chưa? Hôm qua về nhà chưa? Hả? Về nhà chưa? Hôm qua đi học về nhà chưa? Về nhà rồi. Đi đâu mẹ tôn. Đây đi sang bên này. Nào, chứ đi đâu rồi? Chứ xuống qua về nhà không? Về. Hả? Về nhà á? Đi sáng nay đi làm cái gì? Không biết. Nào, chào con có bà nào. Cháu Diệp, chào con gặp bà các cô ba. Ừ. Chào chú ạ, chào nhà các bà các cô các bác. Ừ. Rồi bây giờ là đi tìm chứ cho chú xem nào chứ. Đi đi. Thế hôm qua con ngủ cùng nhau không? Hả? Chú Sùng đi đâu rồi? Nhà. Thế đi gọi chú Sùng về cho chú xem nào. Xem cậu chứ này đi đâu rồi. Có học hành đàng hoàng không hay là làm cái gì ở đâu à? Đấy. Cũng phải nói là lâu lắm rồi không gặp cậu chứ rồi. Đi tìm cậu chứ ở đây nhá, say nhá, nhớ chưa?
để tìm chữ vào đây. Hôm nay như kiểu 6 người sao nhỉ? Vẫn 7 người à? Đều hết. Điểm danh đầy đủ nha, không có vợ xem video là không thấy ông chồng đâu là chết dở. Cứ bảo đi làm ở Lũng Hồ nhưng không thấy đâu. Đấy, bên này thì cũng bắt đầu thu hồi rồi. Tổng là bằng khẩu là 16 hàng các bác, 16 hàng. Thì anh em thợ cũng nói rằng là cái chiều cao của cái ngôi nhà này là bằng khẩu ấy, không tính thu hồi ấy, là 3 mét, không tính thu hồi. Thì cũng là một cái chiều cao tương đối rồi, thoải mái rồi, thoáng, như này là thoáng rồi. Cao giống như cái ngôi nhà của em Sự. Như này mà tới này mà lập mái vào thì nó cũng tương đối là nhìn nó thoáng luôn, thoáng nhà luôn. Đấy, không có rất là lắm. Sao chứ đâu, ở nhà trên kia không thấy à? Thế hay là đi với bà, có phải đi với bà không? Bà đi đâu? Thế bà đi làm nương chứ có đi với bà không? Thế gọi chú Sùng xuống chưa? Hả? Gọi chú Sùng xuống đây chưa? Bảo xuống đây chú nhờ chưa? Bảo rồi à? Ừ. Bảo chú Sùng đi xem cậu chứ ở đâu. Mua hát tủ nhu. Dạ. Hả? Hàn tàu tú. O tù à? Ở y tù, o tù. Hôm nay ốm à? Hôm nay ốm à? Hả? Hả? Ốm à? Ô, cái này bị làm sao? Cái đầu ấy. Hả? Hả? Đau đầu á? Hay là tụ đá ở... Chò chỉ gió, tụ đá chỉ gió. Hả? Mò à? Mò chỉ mò? Ừ. Hôm nay chứ đi đâu? Em chưa. Chứ ngày hôm qua nó về nhà không? Về không? Nó đi đâu rồi? Bảo nó có ở nhà đợi anh. Hả? Bảo nó có ở nhà đợi anh. Nó đang ở đấy à? Nó đang ở nhà á? Nhà bảo nó ở nhà mà. Chứ này nó đang ở nhà trên kia gì? Đúng, bảo nó có số con phương xưa. Nó có xuống đây đâu? Dạ. Ừ. Nó có ở trên kia không? Đó. Hả? Đi xem. Em đi xem nào. Nhá.
xem nó để anh gặp nó xem là sao cậu này đi học hành kiểu gì mà sao về nhà toàn trốn này. Đấy, những viên gạch cuối cùng của nhà chữ Gia Súa hết hết rồi đúng không? Trong buồng xay hết rồi. Hết rồi. Ô, xong rồi hả? Hết rồi. Ô. Xanh xong nhanh hơn dự kiến nhỉ? Đông người hơn mà. Bảo 11 giờ mới xong mà bây giờ có 10 rưỡi là xong rồi. Làm gì đã 10 rưỡi? 10 giờ rồi đúng không? 9 rưỡi bây giờ. Thế bây giờ thì làm cái gì? Về nhà thôi. Tháo giáo phát là về thôi. Đi cô nhớ riêng hả? Ăn được vừa làm vừa chơi. Làm cái chả cái tao ra nhé. Đấy, nhà này đẹp chưa? Nhà như này đẹp chưa? Đẹp chưa? Nhưng mà chiều nay là bảo thằng chứ nó ở nhà nhá. Nó không nghe lời à? Ồ. Nên là hỏng xong phim rồi. Nó có đi học không? Nó đi. Nhưng mà nó có đi học không? Đi. Đi vẫn đi học à? Đi học thì anh em bảo nó về. Ừ. Về nhà thì anh ở về cà phê nhà vẫn được ở cái đi đâu đi chơi. Ừ. Nếu mà cái như nó có kiếm được về. Bằng lần cũng nghe. Ừ. Đấy, ngôi nhà xây có nhanh không? Nhanh không? Ừ. Chưa đến một tuần phải không? Ừ. Đấy. Thứ ba mới làm đúng không? Thứ ba làm hôm nay là chủ nhật à? Thứ bảy à? Nhanh thế rồi à? Ừ. Bây giờ là chuẩn bị có nhà mới rồi nhá. Hôm đó anh nhắc rất là nhiều rồi. Bằng chữ ấy là không được đâu. Chứ xa game bằng. Sáng nay em bảo nói rồi à? Anh về cái nó bảo sao? Con bảo thế, con bảo hả? Về cái gì? Thế mà đúng là anh đi cuối cam khi ở giao về thì con vừa gặp bố bây giờ thì mang cái bán này là từ từ lấy đi. Đi trong làm nay rồi sáng mới về nữa. Sáng về này bảo không có anh đâu không kịp. Đi chợ về thì có nó không cho nhớ là anh xem nữa ở đâu không có thì mà nó về nhà thì mình sáng nay vẫn bơm được à? Bơm được một tí à? Thế là ông chủ kia là bơm lần sau là phải nhớ nhá chưa? Bơm khoảng 10 phút hay 20 phút thôi nhá chưa? Bơm là phải trực, phải xem máy bơm nhá chưa? Nước về các thứ mình phải xem máy bơm. Đấy, không có là mình bơm nước xong đi chơi là không được đâu. Cháy máy bơm đấy. Nước nó không về là cháy máy bơm hoặc là các thứ đấy. Nên là rút kinh nghiệm nhá. Không có là ông chủ nước không cho nữa là chết dở đấy. Là người ta không cho đâu, bơm hết bể nước người ta là như thế là người ta không cho đâu. Thế đi lai nước là có vất vả không? Có đi lai thì có đi lai thì 200 đủ. Nhưng mà bây giờ là lấy từ đây lên uống thì chả dễ hơn à? Đúng không? Chả xuống cái số làm cái này thoải mái hơn à?
Làm nhà xong là ốm luôn à? Mày hôm nay là ốm luôn à? Mày hôm nay là ốm à? Ốm hay mệt? Hả? Mệt quá à? Ồ. Chắc đi nắng quá. Đi đội mũ vào. Mũ không đội là thế. Thế bò nè đi quá chí. À, bà là cũng đi làm nương à? Đấy. Sáng ngày hôm nay thì anh em thợ cũng đã thu hồi xong rồi các bác ạ, thu hồi xong rồi. Bây giờ chỉ đợi bắn máy. Nếu mà có tiền thì sẽ chát. Đấy. Bắn máy xong chát. Nếu mà không có tiền thì bắn máy xong là láng nền xong là kết thúc rồi. Bởi vì là cái hạng mục chát cũng như là lát nền rồi là cửa là chưa có tiền các bác ạ. Chưa có tiền, chưa có 1.000 nào luôn. Đấy. Nên là làm xong bàn máy thì nếu may mắn là có sự trợ duyên hỗ trợ của các cô các bác thì có những cái số tiền để chát cho các cháu ấy thì sẽ chát luôn. Đấy. Để cho anh em thợ chát luôn. Không có hôm qua, hôm trước thì cũng tham khảo cho anh em thợ là nếu mà mình chát sau thì nó sẽ tốn hơn cả về tiền công với lại mọi thứ, đặc biệt là tiền công là tốn lắm. Tiền công mà chát sau ấy thì nó tốn gần như là gần gấp đôi luôn. Cái lúc là combo như kiểu là cái này là mình làm tổng thể luôn thì nó sẽ rẻ hơn, nếu mà làm từng phần thì nó sẽ đắt hơn. Lúc này anh em thợ lại đồ đạc các thứ di chuyển rồi mọi thứ nó phức tạp. Đấy, thì khó ở chỗ như thế. Đấy, trong cái khoảng thời gian nghỉ lễ thì nếu mà may mắn là có được sự trợ duyên của các cô các bác thì tốt quá, là sẽ chát anh em tuần sau vào là lợp mái xong chát luôn. Xi măng thì hiện tại là hôm nọ thì cũng đã tính toán là lấy dư rồi, lấy dư cả phần chát rồi. Đấy, còn ô vê cái phường đi bắt đâu, vô vê về mình bắt đâu. Cho vào để mai hàn chữ A là trước. À. Nếu không thì không. Để vào đâu đâu. Mãi mà hai thằng thì cũng hái không. À, tóm lại là có mục đích đúng không? À. Bởi vì cái này là đừng nên tháo bây giờ. Hàn mai sau không tháo. Ừ. Để làm giáo hàn chữ A là trước đó. Đây đang có nhiều người. Không có nhau một tí. Người giúp cái xuống cho nó dễ không mình. Một quét. Thầy đâu? Nếu sau này mà có tiền là để làm giáo chắt luôn cũng hợp lý đấy nhỉ. Không, mai khi nào là lớp luôn rồi. Hả? Ý là có tiền chắt đấy thì để chắt luôn là chả hợp lý à? Rất là nhanh luôn nhỉ, hoàn thiện rồi. Ngày hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba xây thôi, còn để mà làm móng các thứ thì còn chưa đến một tuần. Cứ cho là một tuần đi, một tuần là xong rồi các bác ạ. Từ ngày mà Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn vào bốc xi măng ấy, đấy thì mới được một tuần thôi. Sau đấy mấy ngày thì hôm nay là chủ nhật nhỉ? Hôm đấy chủ nhật thì thứ ba làm luôn rồi còn gì nữa? Thứ ba làm luôn nhỉ? Đúng không?
Đây là cứ coi như là một tuần thôi, ngày hôm nay thì là một tuần rồi. Từ hôm bốc xi măng đến giờ. Đấy, phải nói là cái ngôi nhà này là Minh Hiếu nói ở trên video Minh Hiếu thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cái ngôi nhà này là ngôi nhà nhanh nhất so với các cái ngôi nhà trước, đúng không? Chính xác là như vậy. Nhanh nhất luôn. Tại vì là cũng đông người ấy cậu. Còn 7 người liền thì... Nhưng mà nhanh. Tuy nhiên là cái ngôi nhà này bây giờ hiện tại là gặp khá là nhiều khó khăn nhất so với những cái ngôi nhà trước đấy. Mình hiểu thấy như vậy. Đấy là khó khăn về rất là nhiều thứ. Từ vấn đề tài chính rồi các thứ nữa. Nước nôi. Phải nói là cực kỳ là khó khăn đấy. Như hiện tại thì kênh của cậu thì cũng đã có cái sự trợ duyên của chị Hà rồi. Là về cái phần mái nhà rồi. Chị Hà đã gửi cho kênh của cậu là 20 triệu rồi. Là về cái phần mái tôn là cũng đã có. Đấy là như vậy. Còn hiện tại là cái phần cửa rồi phần chát. Rồi là phần lát. Đặc biệt là cửa với chát rồi. Là hai cái hạng mục rất là quan trọng. Chưa có kinh phí để làm các bác ạ. Rất là khó khăn. Chưa kinh phí để làm. Bây giờ ngày hôm nay thì anh em thợ thì cũng đã xây xong rồi. Thì cũng phải đợi tôn. Đợi tôn lên, nếu mà bắn tôn xong mà kinh phí nó cũng không có nữa thì bắt buộc là mình phải ấy thôi nhỉ. Là mình xây thô như này thôi. Không thể chát được. Theo như cháu dự tính thì mình vẫn cố gắng là có thể là lát không được nhưng mà vẫn cố gắng là chát cho các cháu. Thứ nhất là để đảm bảo cái phần gạch này nó không bị mốc gì, mốc sau mấy năm mình sử dụng. Thứ hai nữa là các cháu nó cũng được sạch sẽ hơn. Đúng không? Ví dụ như mà mình kê giường ở đây chẳng hạn, mình ngủ ở trong này mà không chát được thì nhìn trong nó lâu lâu lại có bồ đá nó rơi xuống. Đấy thì thôi cố gắng chát cho các cháu. Nguyên cái phần chát thì bây giờ xi có rồi đúng không? Xi có rồi thì nó cũng không còn hết bao nhiêu nữa. Đấy, tiền công thì mình vẫn ướm chừng khoảng trong cái tài chính của cậu có rồi là cháu có. Thì mình vẫn cố gắng là chát cho các cháu. Tới này là khi mà chuyến tôn về thì đằng nào mình cũng phải thuê một chuyến xe. Thì mình mua cát kèm theo tôn về đây luôn là hợp lý. Đấy, cố gắng chát. Nếu có thể thì có sự trợ duyên thì mình sẽ nghiên cứu là lát sau. Trong cái quá trình chát thì nó rơi vào khoảng tầm 2 ngày, 3 ngày thì mới chát xong mà. Đấy, chát xong thì ví dụ trong tầm đó có luôn thì mình cho một chuyến gạch vào cũng được. Đấy, còn nếu như mà may mắn mà đến sớm hơn thì cho kèm cát, kèm gạch và kèm tôn luôn. Vẫn còn 2 ngày nữa. Vẫn còn 2 ngày nữa. Có thể là đến cái thời điểm video này lược lên sóng thì có thể là tôn cũng đã đến Yên Minh rồi. Hoặc là có thể đã được lên rồi. Đã được lập rồi, ví dụ như thế. Thực ra là video quay có thể ngày hôm nay nhưng mà khoảng độ 2-3 ngày sau thì mới có thể phát. Bởi vì có thể liên quan đến một số hoàn cảnh khác nữa. Thế là như vậy các bác ạ. Đúng rồi. Thì về cái phần tài chính là như vậy thì thông tin đến cho các cô các bác cũng biết được, nhưng mà muốn cố gắng để chát cho các cháu là cái ngôi nhà nó sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng hướng thì vẫn là cố gắng chát cho các cháu thôi. Về cái phần kinh phí là tương đối là chật vật đấy các bác ạ. Chật vật. Đấy, còn cũng may mắn rằng là trên kênh của cháu Tuấn là được cô bác ủng hộ nhiều hơn. Nhiều hơn là cái số tiền gồm có vật liệu này, rồi là các thứ. Từ làm bể nước rồi là tét nước các thứ là cũng tương đối là nhiều. Chi cũng nhiều ấy chứ. Được chi cũng là... nhiều mà chi cũng nhiều rồi. Xi này các bác này. Ví dụ như mà láng nền khoảng hết tầm bao nhiêu bao nữa? Chục bao nữa nhỉ? Xi măng tầm này là chắc là chát các thứ hơn chục bao nữa. Ví dụ như cán nền các thứ, ví dụ như mà mình mà không lát được nền thì nó có thể rơi vào 15 đến 17 bao. Lát nền là nó sẽ tốt hơn luôn. Bây giờ chắc là xi chắc cũng chỉ hết một nửa thôi. Dự tính ban đầu là cứ cho vào giống như những ngôi nhà khác thì kiểu gì mình cũng vẫn làm. Nếu mà mình không có lát được nền thì tới này đổ cố gắng. Nếu mà bột thừa thì còn đổ cho các cháu cái hiên. Đấy. Cái hiên hoặc là cái xung quanh ở bên này. Đúng không? Đi ra được mét thì nó vẫn đỡ hơn đúng không? Đấy, gạch thì vẫn còn dư nhiều phết đấy nhỉ? Đúng không? Gạch vẫn còn dư này các bác này. Gạch đúng là căn không thể nào chuẩn được. Còn là 200 không? Được 200 không? Xem nào, đếm đi. Đếm đi cái này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, đã là 140 rồi, 150 rồi. Riêng cái bên này là không đến 150, hơn 100 một xíu rồi. Tất cả còn dư hơn 200. Hơn 200. Tại vì là gạch nhà này là nó không hụt đi. Không, cái chuyến sau. Chuyến sau là chuyến bốc. Không, nhưng mà kể cả hai chuyến trước thì có mỗi chuyến đầu tiên là bị vỡ một vài viên thôi. Còn hầu như là chuyến sau cùng nhất là bốc thì khả năng là cũng rơi vào đếm trên đầu ngón tay là cái số hỏng thôi. Còn những cái số hỏng này thì mình có thể kia kìa, đấy trên kia kìa, xếp với lại xếp hết. Lúc thu hồi kia là mình vẫn dùng đến. Vẫn tận dụng hết được. Tận dụng được. Đấy, còn như cái phần này bây giờ có lẽ là rơi khoảng 200. Nếu mà xây được, còn xây được nguyên một cái bể to như cái nhà kia luôn. Cái bể đó nọ là lấy bao nhiêu miếng? 250. 250 à? Thế là mình làm bé hơn tí nữa là cũng được. 250, bây giờ cái này vẫn đủ 250 mà. Đấy vẫn đủ. Đấy hôm nọ còn lấy 1.900 nữa đây các bác ạ. Thì, như cháu tính là cái gạch thừa này định làm cái gì? Nếu mà được thì... Nếu mà làm được thì làm cái bể nước là hợp lý. Xây cái bể cũng được. Nha. Làm cái bể nước thì bây giờ là phải cát. Thêm cát nữa đúng không? Xi măng thì cát thì trong cái quá trình mình vào chắc chắn là sẽ thừa cát. 5 khối là nó sẽ thừa khoảng tầm 4 bao hoặc là 5 bao. Đấy, giống như nhà anh Sử thừa 4 bao thì nhà anh Sử có thể là chát nó hết nhiều hơn. Nhà này thì nhưng mà cái bể xây phẳng chắc không nhiều đâu đúng không? Dạ. Khoảng độ 1 khối à? Chát thì 6 bao thôi. 6 bao à? Ừ. 6 bao, cái bao tải kia là 6 bao, hết 6 bao thôi. Không đến một khối. Nếu mà có kinh phí là làm cái bể là sẽ là hợp lý bởi vì gạch thừa. Còn làm cái bếp thì nó lại không đủ đúng không? 200. Làm cái bếp thì không nhất thiết. Làm cái bếp thì phải gấp đôi nữa. Thì ví dụ như tận dụng được cái phần này thì mình xây thụt khoảng tầm 1 mét thì đến đây một cái ô bếp thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 500-600 thì may ra mình mới xây được. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là các cháu là ở trong này thì thú thật với các bác là có một cái test rồi. Hôm nọ cháu Tuấn mua hẳn 3,5 triệu liền rồi, 1.500 lít. Thì cái phần đấy thì nhiều cô bác nói là nên xây cho các cháu một cái bể. Thì thứ nhất là cái bể thì để hứng nước mái về đấy, và cái test kia thì để bơm từ ngoài kia về để sử dụng nước ăn uống. Kia là nước sạch, nước, nước sạch, ăn nước uống đấy. Còn nước mưa thì để giặt giũ quần áo rồi là sinh hoạt cũng được, bình thường cũng được. Nếu tôi đơn mỗi cơn mưa về thì nó cũng được 1-2 khối đấy chứ. Nếu xây bể thì xây ở chỗ này luôn là hợp lý này đúng không? Chỗ này luôn, mình phải xây gần thôi. Sát như này luôn, đúng xây không? Xa là không xây được, không sát cũng sát như này luôn. Thì mình tới này nếu mà mình bắn mái cho anh em thợ là làm cái máng nữa. Nếu mà cháu đặt tôn ấy là cố gắng là đặt cái ấy. Đây bây giờ ví dụ như xây bể thì đào nguyên cái móng ở đấy tiếp rồi. Cái máng nước ấy. Móng bể đây rồi. Cái máng nước mình câu hai mái vào là lúc mà mưa to thì chắc là dùng thoải mái thôi. Cậu nghĩ thế. Chẳng qua ở đây là người ta không có cái dụng cụ để chứa. Không có bể, không có bể to. Chỉ có từng can kia là cứ hết là đi đựu thì nó cũng chả chứa được cái đây gì đâu. Đây là những cái ngôi nhà nào mà người ta không có mái ấy. Đấy, không có mái. Ví dụ như nhà của các cháu đợt nọ mà đang các bác nhìn thấy video thì đang thấy mưa mà sao lại cứ phải đi gánh nước. Nhiều cô bác là nói như vậy là sao không đi lấy can đi hứng đi. Ở đây không có mái các bác ạ. Đấy, không có ngôi nhà ở quanh đây thì mình không hứng được. Đấy, do đó là vẫn phải đi từng can một. Đấy, thì ví dụ như xây bể ở đây chẳng hạn, tới này ví dụ có thể là có cô bác nào hỗ trợ thêm vài triệu để có cái công thợ xây bể thì mình có thể tận dụng cái phần gạch kia để xây luôn. Đấy, còn về cái tôn sắt ấy thì sáng nay cháu có đặt rồi. Tôn sắt đặt rồi đúng không? Ừ, đặt rồi nhưng mà người ta chưa hồi âm. Gọi thì chưa thấy được. Chắc cũng nghỉ lễ nốt rồi. Đấy, người ta cũng vẫn bảo cắt mà, cậu mà. Vẫn bảo cắt mà. Nếu mà chừng nào mà mình chuyển tiền ấy thì người ta sẽ cắt cho mình luôn. Đấy, thì là ví dụ như mà ngày hôm nay cắt thì sáng mai xe có thể mình đi lấy được rồi. Đấy, hoặc là chiều mai, còn phụ thuộc vào xe của người ta chạy nữa. Đây này, sáng nay cháu đặt này, một là tôn này. Tôn thì về dự tính của cháu là ở phần ngoài này thì vẫn là khoảng tầm 55 phân. Sau thì 60 phân, được 60 phân. Còn phía trước thì sẽ khoảng tầm 1m4. Cái phần phía trước này là 1m4. Sẽ làm dài hơn đúng không? Làm dài như nhà của Sinh Di ấy cậu. Đấy, phần đấy thì mình không, sau này mình không phải cần phải làm mái hiên nữa. Đấy. Cũng được. Không có là chắc chắn là nhà này là không có cơ hội, rất là khó cơ hội làm mái hiên rồi. Đúng rồi. Nói thẳng như thế. Mà sáng nay thì anh em thợ cũng có nói là bây giờ mà
mình muốn làm cái máng nước ấy thì lại phải làm cái chữ A thì nó mới đỡ được cái máng. Đấy, kể cả đằng trước đằng sau cũng vậy luôn. Đấy thì đang định tính là đằng trước mà nó sẽ dài khoảng tầm này này. Tầm này. Ừ. 1m4 chéo xuống cái này 1m4. Chữ A là phải thêm sắt đấy đúng không? Thêm sắt. Cháu là tính toán sắt xem. Đấy thì bình thường mình 4 xà từ trên kia xuống đây đến đây là 4 xà thôi, nhưng mà bây giờ mình có thể là cái đằng trước này có thể thêm một cái ở đây nữa, đằng sau cũng phải thêm một cái. Rồi là trong cái lúc mà mình làm chữ A ấy có thể là thiếu, tận dụng những cái phần cắt thừa của 12 mét đấy thì không đủ nên là đặt thêm một cây là 21 cây hộp 44 ấy. Đấy thì cứ tính toán hợp lý trong cái khoảng tài chính. Đấy, máng nước thì cho lên luôn 22 mét. Trong cái khoảng tài chính là 20 triệu. Có thể là 21 triệu cũng được. 20 triệu chắc chắn là sẽ bởi nhà nhà sử là 15 triệu 700 rồi. 14 triệu 707 nghìn. 15 triệu đấy. 14 hay 15? 15 đấy. À. Nhà sử là 15 triệu. Xem nào. 15 triệu mà. Có thể là nó sẽ rơi vào khoảng 21 tại vì là mình muốn làm máy. Có cái máng nữa đúng không? Máng. Có cái máng nước nữa phải không? Đúng rồi. 15 triệu 707 nghìn. Đấy, 15 triệu 707 mà. Thì ví dụ nhà này thì có thể là nó rơi vào khoảng tầm hơn 16 triệu tiền tôn sắt một tí. Đây này, bây giờ mình lấy thêm cây này, những cái khác thì nó giống như nhau thôi. Ví dụ như bây giờ mình thêm khoảng 3 cây hộp 4x8 nữa này. Xong rồi là thêm 5 cây hộp 44 nữa này. Ví dụ 3 cây thì 32 là 6 thì đã hơn 600 rồi. Xong rồi với cả cộng thêm cái này nữa là 141.000 một cây, nhân với cả 5 cây nữa là nó cũng rơi vào 900 rồi. Đúng không? Là thêm 1 triệu rưỡi rồi. Đấy, còn là máng mình lại lấy thêm nữa. Đấy, chỉ có đúng từng đó thôi. Cái khác thì nó lại tiết kiệm hơn so với nhà của anh Sử là cháu Tuấn là bớt đi một tấm tôn. À, nghĩa là lấy 21 tấm à? 21 tấm để xẻ một tấm làm đôi giống như nhà cớ. Đấy thì tới này ở bên cái sườn này nó rơi vào khoảng tầm 35 phân thôi. Nó sẽ 30 tới 35 phân. Nó hẹp hơn. Thực ra là không có kinh phí các bác, kinh phí rất là hạn hẹp. 20 triệu thì là cũng đủ tôn với lại tiền bắn, còn cái tiền cước xe còn chưa có nữa này. Cước xe là cước xe thì kèm cát thì mình không phải mất. Tầm đấy. Nếu mà chú ép về đến đây thì cho cái chú cái like về đây nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 1 triệu tới 1 triệu 2. Hãy dự tính là như thế. 1.2 triệu hoặc là có thể là rơi vào 1.4 triệu. Bởi vì đi qua đoạn đây một tí là chú ấy lấy 1.5 triệu. Đấy là xe to người ta có cát ở trên đấy luôn, xe thùng thôi. Mình về đây mình cào xuống. Đấy, mình chấp nhận cào một tí thì nó rẻ. Đấy. Đỡ hơn xe đổ. Đúng rồi. Luôn kia đúng không? Đúng rồi. Đấy, dự tính là như thế. Tiền là tôn thì xíu nữa sẽ có hóa đơn về đây là có thể rơi vào khoảng tầm hơn 16 triệu. Đấy, chắc chắn là sẽ hơn 16 triệu tại vì là thêm 3 cây kia đã vào 600 nữa rồi, xong 900 nữa, đúng không? Trong khi đó mình bớt được 400 thì nó rơi vào thêm 1 triệu mốt nữa. Hơn 1 triệu mốt nữa, xong kèm theo cả 1 mét máng thì nó rơi vào 3-40 nghìn nữa. Đấy, nó lại nhân lên thêm tiếp. Nó cũng vẫn rơi vào như cũ. Thì nó rơi vào khoảng tầm 16 cho tới 17 triệu. Trên dưới 17 triệu. Tầm đó. Đấy, tại vì là mình làm máng thì vẫn phải thêm sắt rồi. Đúng rồi. Đấy. Có một cái sắt đi kèm theo đấy. Đúng rồi. Mỗi cái máng là có một cái sắt đi kèm theo mà mỗi cây thì 141.000. Nhân lên thêm 4 cây nữa. Đúng rồi. Đấy là còn tính cái này là khoảng tầm 1m4 thôi. Nếu mà 1m6 thì lại phải thêm ở giữa này một cây nữa, lại thêm 2 cây nữa. Nếu mà 1m6 thì nó cũng ấy quá. Nó dài quá nhìn. Dài quá nhìn nó lại xấu. Nó lại thấp cái nhà đi. 1m6 thì nó ra vươn ra ngoài này nhìn nó xấu, nó bị đua ra nhìn đúng nó rồi. Xấu. Nó đủ là được rồi, không cần phải rộng quá. Là dự tính như vậy các bác ạ. Thì về cái tiền tôn thì Minh Hiếu cũng nhờ cháu Tuấn là đặt luôn. Bởi vì cháu Tuấn là cái ngôi nhà nào là cũng là cháu Tuấn đặt thôi. Đấy, còn tài chính là Minh Hiếu cũng đã nói rồi. Là đã có sự ủng hộ của chị Hà rồi, đồng hành cùng Minh Hiếu rồi. Cái máy là ok rồi, không phải lo nữa. Đấy, còn cái phần đang lo nữa là cái phần chat cũng như là cái phần cửa của các cháu ấy. Đúng rồi. Là hai cái phần quan trọng. Còn cái lát thì cũng tùy thôi. Lát có hay không thì không quan trọng. Lát thì nếu các cô các bác thương các cháu thì có phần lát nữa thì tốt. Còn đặc biệt quan tâm nhất là cái phần chat với phần cửa.
đấy, điện nữa. Những cái hạng mục cũng phải nói là rất là cần thiết để chảo có trong một cái ngôi nhà. Đây là như vậy. Thì mong rằng một những cái video của Minh Hiếu cũng như là cháu Tuấn được lên sóng ấy, thì tiếp tục mong rằng là có những sự xe duyên, sự trợ duyên của các cô các bác Mạnh Thường Quân cũng như các nhà hảo tâm để ủng hộ cho các cháu để hoàn thiện cái ngôi nhà. Thực ra là làm cái ngôi nhà là từ đầu là Minh Hiếu cũng đã nói rồi, gặp rất là nhiều khó khăn luôn, khó khăn từ rất là nhiều thứ đấy, từ cái vấn đề mở đường rồi vấn đề nước nôi rồi các thứ, rồi là các cháu là cũng chả có ai giúp cả, có mỗi người chú ruột thôi, người chú út thôi là giúp thôi, còn ông bà thì cũng đã hết tuổi rồi, cũng không làm gì được rồi, rất là khó. Đấy là những cái khó khăn mà khi mà làm nhà của các cháu là như vậy. Thì mong rằng là bây giờ hiện tại thì cũng đã gần xong rồi. Đấy, ngày hôm nay thì anh em thợ cũng đã thu hồi xong hết rồi. Đấy, gần xong xuôi hết rồi. Thì mong rằng là có thêm một chút kinh phí nữa để các cháu hoàn thiện cái căn nhà thì sẽ đẹp hơn. Đấy là như vậy. Đấy là như thế thôi Tuấn ạ. Đấy, ngày hôm nay thì hai cậu cháu lại cũng có một cái video cùng nhau. Đấy. Để thứ nhất là về trao đổi về vấn đề tài chính. Rồi là cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề mái nhà rồi tôn nhà các thứ đấy, để cho các cô các bác nắm được tình hình khi mà cái ngôi nhà được xây dựng lên là cái mái nhà sẽ được triển khai sớm thôi. Đấy là như vậy. Cháu Tuấn sẽ cố gắng đặt trong vòng ngày hôm nay để ngày mai là có xe đi xuống lấy, xong sáng ngày kia là về tới đây luôn. Ừ. Là trước 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là sẽ về tới đây luôn. Rồi. Đấy, thì để có thể là anh em nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì mùng 2 bắt đầu lại quay trở lại với cái công việc là làm mái để cho các cháu có chỗ ở sớm, không phải mùa mưa cũng lại sắp tới rồi. Đúng rồi. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là thước phim cũng khá là dài rồi, hai cậu cháu xin phép được khép lại video tại đây. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới tập thể quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với cả hai kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.